Chiều ngày 3 tháng 10 tại thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao thưởng đột xuất cho Công an huyện Tân Phú, phòng BC02, Công an tỉnh Đồng Nai và phòng 6, cục C02, Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 10, Sơn đến một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, thành phố Tân An bắt cóc bé gái 3 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sau đó, đối tượng chở bé gái bằng ô tô về hướng thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời dùng điện thoại nhắn tin cho cha mẹ cháu bé, yêu cầu tiền chuộc 2 tỷ đồng. Sau đó, Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Sơn khi đối tượng này đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và giải cứu an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Chỉ trong 6 giờ kể từ khi nhận được đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Long An, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng, tổ chức điều tra, phát hiện bắt giữ được đối tượng gây án.